hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách đo nhiệt độ và độ ẩm ở trong không khí và hiện dữ liệu ra màn hình LCD. Thì thiết bị của chúng ta sẽ gồm có một mạch LCD, một mạch đo nhiệt độ độ ẩm DHTM2, một mạch mở rộng và một mạch bit. Thì đầu tiên là về con LCD này thì tôi đã sử dụng gắn với một module I2C. Thì ở đây là cách nối chân cộng, chân VCC của LCD sẽ nối vào chân dương của nguồn, chân GND sẽ nối vào chân âm của nguồn, còn chân SCL thì sẽ nối vào SCL và SDA sẽ nối vào SDA ở cổng I2C vì mạch LCD sử dụng giao thức I2C. Và tôi phải nối vào cái nguồn điện này, tôi phải nối vào jack này tại vì là chỉ có jack này nó được nối thông với lại là adapter, thì adapter 5V mới đủ nuôi cái LCD này hiện đủ sáng. Và ở đây là con DHTM2 để đo nhiệt độ độ ẩm. Nên con này sẽ có 3 chân, chân cộng, chân out và chân trừ. Chân cộng sẽ nối với chân 3.3V ở cổng B0-B1. Chân trừ sẽ nối với lại là GND và chân out sẽ nối với B0. Và ở trên con LCD thì cũng có một cái biến trở dùng để chỉnh độ tương phản của màn hình, muốn chữ đậm hay là nhạt. Và đây là phần code của đầu tiên. Ở phần thiết lập thì ta sẽ đặt địa chỉ cho LCD là 39. Và ta bật khởi động LCD lên. Sau đó ta sẽ bật màn hình tương phản lên là sáng. Còn vì nếu ta không bật thì màn hình này sẽ ở tối và ta sẽ không thấy gì hết. Sau đó đầu tiên là ta show ra dữ liệu, show ra cái tên nhiệt độ và độ ẩm nền, để khi nào mà nó đo được thì nó sẽ điền dữ liệu vào. Ở phần vòng lặp forever thì câu lệnh đầu tiên là phải dùng để đo nhiệt độ độ ẩm thiết lập cho cái con DHTM22, thì thư viện này ta phải tải. Còn tiếp theo ta sẽ show hai string trắng không có gì hết để xóa đi cái dữ liệu nhiệt độ độ ẩm trước, để khỏi cái lần đo lần sau nó bị đè lên. Lần tiếp theo ta sẽ dùng câu lệnh là show string joy read temperature và độ C. Thì read temperature đây là nhiệt độ được đo bởi DHTM2, và độ C này là mình thêm vào để biết được đơn vị của dữ liệu đo. Câu tiếp theo là show read humidity phần trăm nhằm để đo độ ẩm, và cũng như vậy, và ta thêm dấu phần trăm vào để biết đo đơn vị độ ẩm là phần trăm. Và sau mỗi lần đo ta sẽ dừng 2 giây, vì nếu mà ta không làm như vậy thì cái lần đo của chúng ta nó sẽ không thực hiện lần tiếp theo,